Đã gần 12 giờ 11 rưỡi rồi và cảm ơn anh em vẫn đang theo dõi và ủng hộ cho bộ ba game thủ đến từ Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay khi đối đầu với game thủ đến từ cầu đỏ Trung Quốc. Chúng ta vượt qua vòng đấu đầu tiên với tỷ số 6-3. Trong vòng đấu thứ hai đối đầu của bộ ba từ những Ngư Hòa với Tiểu Hoàng Ca, chúng ta có một tỷ số 2 đều. Dẫn trước 2-0 và đội bạn Ngư Hòa 2 đều trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ từ một kèo chạm 6 ra còn về một kèo chạm 4 nữa. Đang đánh chạm 4. Đang tìm quả đầu đi thủ chim sẻ với bài đấu này. Đây quả khá là xa đối thủ chim sẻ, 6 dân rồi, còn 2 dân nữa để ông kịp hơn. Đó cho dân khai thác một quả của mình để chậm thôi anh em, còn 1 dân nữa. Rồi 64%, 86 rồi, không chậm dần, may quá, vẫn kịp. Không chậm dần ở tình huống vừa rồi. Khá nhiều dân khai thác quả, dân sẻ thêm một mỏ quả nữa đây, 2 quả luôn rồi. Và đang có những lý do đầu tiên đến từ thủ chim sẻ nào người trong trận đấu này. Một bầy hiêu thì nó sẽ ở sát mép bản đồ, một mỏ quả như vậy với cơ bản nó cũng đủ đồ. Chúng ta không bị chậm dân điểm đầu khi mà con nông dân kịp thời trả thực. Đây bầy hiêu đây, bầy hiêu 5 con sát với bản đồ hơi khó đưa về, cố đưa về được con nào hay con đó như bầy hiêu 6. Đây là máy của bộ đôi Hồng Anh 98. Cái này thì Hồng Anh 98 đang có bầy hiêu sát mép và đang muốn lùa với con hiêu về gần với cái rừng già để đóng hết nhân đôi. Bầy hiêu 3 con, có thêm bầy hiêu sát mép nữa rồi. Toàn hiêu sát mép bản đồ đây, có quả phụ bên ngoài. Vậy về cơ bản là cũng đủ đồ đấy chứ. Ad đầu thiết kế. Em có lùa được con hiêu nào về nhà chính đi lùa, không có con voi nào các bạn ạ. Sẻ thì thấy quả phụ mặt dưới nhà, một quả đấy thì ông anh 98 cũng khai thác rồi. Đang lùa về hiêu này về. Thầy lùa được 4 con hiêu sắp đồ về đến người chim sẻ rất là nhanh. Ok, làm thịt tạm với con hiêu này đi. Và đây sẽ là chiếc bé để có thể ăn nốt con hiêu cho mình yêu đầu và khai thác gỗ tại cái rừng thông của mình. Đáng nhét dần. Ok, ra đẹp mắt với cái bé đầu thì xin sẻ con hiêu thôi, không nhảy lượng luôn. Đáng ghê. Và mặt máy của ông anh 98 đang có được 3 hiệu về nhà chính mình, cũng lùa hiệu từ sát mép bản đồ ra. Có bay quả phụ giữa hai nhà, rừng quanh nhà rất là nhiều. Với bài đấu này chúng ta có thể khung nhà từ mặt 6 giờ lên được. Tôi cho dần để khai thác một quả phụ của mình, sẽ dò đẩy giữa hai nhà. Mặt máy của đối thủ chim sẻ, sẽ đang có một mỏ quả phụ đầy hiệu đưa về. Quả đầu vẫn đang khai thác với khá nhiều nông dân, rừng rất nhiều nhá. Đây thì hai anh em đang có khá nhiều rừng, 3 anh em. Và BA sẽ đóng gần với mỏ quả đầu đến đối thủ chim sẻ. Đơn giản là chúng ta có con vực chắn đứng giữa bản đồ rồi. Đã giảm dân và dường như đánh 26 dân. Từ thủ chim sẻ nhà ông nhà bài 26 dân thêm chiếc nhà bếp nữa trên này và kích đời. Như vậy là 7:43 đến từ chim sẻ với bài 26 dân xe sẽ kích đời 2 ở tầm 70-70 dành cho chim sẻ và sẽ có chiếc bếp tiếp theo ở tại rừng ra. Đây là phần máy của bộ đôi Hồng Anh 98. Bộ đôi Hồng Anh 98 đang có bài đánh 25 dân cộng 1 để về thiết kế bò giữa hai cánh rừng. Từ mặt 6 giờ lên thì chúng ta cần phải xem có những cái rừng dựa vào để có thể bò bế được, thế thì là đẹp. Trong bài đấu này của đội Hoàng 98. Và chào anh em, rất mong anh em cho xin một like, xem anh em nhớ lại luôn mọi người. Đây là 5 dân. Đây là bàn máy của chủ chim sẻ. Để 26 dân. Đấu bàn sẻ sẽ kích đời muộn hơn một chút so với độ đôi Hoàng 98. Bàn này sẽ là BM này. Và không bây giờ là BB. Là BM nữa. Bò hết bên trong luôn, hai lớp luôn. Rồi cộng dân BM cộng dân BA. Bài đấu sẽ kích đời ở tầm 10x tiểu ngư nhảy dây lên đời muộn nhất bản đồ đến thủ tiểu ngư luôn. Ông anh 98 tầm này kích đời rồi, kích lâu rồi, bài này mình kích 9 rồi. Sẻ đã kích đời vừa mới kích xong nên chặt gỗ và cơ cấu về xóa ruộng. Chúng ta vẫn còn nguồn lực từ những mỏ quà
mà nó không còn còn quá nhiều, mang cây quả một quả phụ thôi, sẽ cần tầm 9 đến 10 cây ruộng ở trong trận đấu này trước khi lên đợt này. Đánh chạm 6 anh em ơi. Đây là một máy của đôi Hồng Anh 98 đang xóa ruộng ở nhà của mình, vẫn còn một con hiêu nữa để có thể khai thác thêm. Đây là mặt dưới này, từ mặt dưới nhà đã có những con vực tre và những cánh rừng đây rồi, BB đây rồi. Cùng vào duy nhất. Sau đó thì chú trẻ vẫn đang cờ gấu xóa ruộng rất nhiều ở trên BG phụ của mình. Quả đầu vẫn còn một cây đang khai thác luôn. Bé tiếp theo. Đấy, bây giờ muộn cái bản đồ muộn một chút thôi, không phải là quá muộn đấy, thì không đến mức quá nhảy dây. Đã có 3 móng nhà bè đến từ cụ chim trẻ và đang có khoảng 9 cái ruộng rồi. Ở bên cái đầu bài này gần 9-10 cái ruộng đến từ chim trẻ nắng mà. Hồng Anh cũng 98 bình thì đơn giản, Hồng Anh 98 cùng một màu anh em nhé. 5 ma đến chim trẻ. Như vậy là lên đời 3 thì có bộ đôi Hoa Hải và Tiểu Bạc Can đi lên sớm nhất bản đồ. Còn là 3 thủ còn lại như là sàn sàn nhau, không lệch nhau quá nhiều, không nhau vài giây thôi. Và sẽ là muốn bò nốt mặt 12 giờ ở đây. 5 ma đến hết trận rộng. Tân đầu tiên 5A đều đi thủ chim sẻ. Đấy cũng xem ở cái bên kia thì bộ đôi Hồng Anh 98 trước đối đầu thủ nào, mà thực ra thì bên đời ngang theo nhau hết. Hồng Anh 98 đấy được 4A thôi. Cái này sẽ đến 5A xem sẻ đi. Vâng, tân đầu tiên đã có và đẩy đi luôn. Đấy cũng xem cái này thì chim sẻ đánh trước đối đầu thủ nào trước đối ba. Định tách cung đờ đi để có thể dò nhà nhưng mà chưa tách được. Đây rồi, như vậy có người đến nhà. Đó là người cầm bầu 4 phía đối phương. Và các bạn đi qua khe rừng quay đầu luôn. Thì biết rằng đi qua khe rừng này nó rất là nguy hiểm và hoàn toàn có thể có bị chim trẻ bắt quân. Bầu 4 cái bên này là người đời sớm với phía đối phương, bộ đôi Hòa Hải và cái thủ Tiểu Hoàng Ca. Trẻ đang di chuyển dần về phía nhà Hồng Anh bởi vì nghĩ rằng đối phương sẽ tạt sang nhà cái thủ Hồng Anh ở trận đấu này. Đây là BA đi dâng của cầu 4, vậy là 4 dâng Nga sẽ ra bắt BA đi dâng của bạn luôn. Đối phương đang 2 ống bột vào nhà Hồng Anh rồi. Đây cung đường cầu 4 này đang khá đông, sẽ đang chạy ngang cung đường mình để né sát thương. 50 để cho chủ chim chạy nào vừa chết một cung đường rồi. Hồng Anh có ra để bắt BA đi dâng của cầu 4 cùng chim chạy nắng hay không, đấy cùng chờ. Đến tiếp theo là bạn nở ra, chưa ăn được cung đường nào với chim chạy. Còn tôi đẩy đi quản ra đối phương. 55-60 đó, thằng này tại đây thủ chim trẻ và đang có một tên đi quản nhà cầu 4. Đó là nhà của thủ Tiểu Bạc Ca và đang so lo sợ các bạn lao vào nhà của mình nên đang phải bo luôn con dốc trước cửa nhà. Nâng cấp trận cố 2 nhớ thủ chim trẻ nào đục nhà màu 4 các bạn rất tỉnh khi bo một dãy nhà bè như thế này kín luôn rồi để không cho đối phương tràn ra. Đến từ thủ chim trẻ các bạn muốn tràn lên và có quần đứng trên dốc giả vờ bo với đối phương tràn, có cả tiểu đối phương tạt sang luôn. Các bạn đứng 2 ống bột luôn như thú này. Lùi thân quân bên ngoài. Bo BE này đối phương sẽ không thể tràn đến cái dốc nhà chim trẻ nắng được. Và đến góc 12 giờ phải cẩn trọng. Nếu như để đối phương đi vào mặt 12 giờ lao vào nhà mình sẽ rất đau đầu. Để em trước đi với thủ chim trẻ luôn. Kéo quân về. Đưa quân lên mặt 12 giờ đỡ thôi. Cái mặt 12 giờ này có thêm dốc. Có tầm xa 7.2 chim trẻ rồi và đối phương quay đầu. Cái này đơn giản để chim trẻ nó thủ nhà. Nhà mình muốn đã ôm dân bỏ chạy hết luôn. Có một dân nào vàng mà bọn bây giờ đang bị đốt e. Dành cho những chim trẻ nào đứng kế hết quân mặt 12 giờ thôi. Đây là bằng máy của đôi Hồng Anh 98. Hồng Anh 98 tham lai là 61-92. Vẫn đang thủ được nhà của mình với những cái khe rừng như thế này. Các bạn có một 4 đi dân ra. Chúng ta có một dốc rất cao ở nhà chim trẻ đang có thể đỡ nhà. Vấn đề là đối phương đang muốn tràn vào nhà chim trẻ rồi. Hôm nay thì bạn đang muốn tràn vào nhà chim trẻ thì sẽ không còn lợi thế từ những con dốc và những chiếc xe cản mặt nữa. Đang bị mít e liên tục. Tham lại 6x đến từ những người chim trẻ. Tân thủ nhà thành công những chim trẻ nào. Bây giờ thì em bắt đầu tràn ra. Nhưng mà thủ nhà thành công rồi. Tham lại là 65 đến những người chim trẻ. Đang cơ cấu tăng nhà bè tiếp theo trận đấu này và bo lại mặt 12 giờ.
và tràn ra bên ngoài và có tơ đi quản lên cầu 4 đây rồi. Đấy, nhìn thấy dân của game thủ Tiểu AK cũng như là game thủ Hà Hải đang ăn hoang ở trong mặt 3 giờ. Sẽ cần phải quản gắt hơn người cầu 4 cho các bạn. Một khoanh ruộng bên phía đối phương. Cái này là nhà thủ Hồng Anh đang bị tiếng như tràn vào. Cùng với bao nhiêu lượng quân ở nhà thì mình nghĩ Hồng Anh có thể thủ thoải mái như tiểu như thôi. Đối phương đã tràn vào qua khe rừng này, rất đông quân tiểu như vào ngoài này, cứ hết quân về mặt Tà Bè để đỡ nha. Thanh Lai là 70 đến thủ Hồng Anh có gỗ 2 và bạn đang tràn thẳng vào BA thủ Hồng Anh luôn. Nhưng với góc này chúng ta vẫn đỡ thoải mái. Và với cái việc như thế này thì đối phương có một người đi dâng Nga và chúng ta vẫn đang có hai người chắc nhà. Thì sẽ chỉ cần quản được nhà 4 là lợi thế sẽ có hoàn toàn. Nếu bộ đôi chim sẻ đang với thủ Hồng Anh đang bo nhà cứng từ mặt 6 giờ lên. Và đây là một máy của cái thủ chim sẻ với tham lai là 80 đang bắt đầu đẩy quân cao hơn và cần có những nguồn áp lực vào nhà tiểu ngư. Đây cũng là đoạn giữa bản đồ mà 4 đang tích được quân khá nhiều nhưng mà sẻ đang chưa quản được nhiều dân của 4. Nên là pha hit and run đấy thì chim sẻ đáng để ăn quân của nhà 4 luôn. Pha hit and run rất nhanh như thủ chim sẻ và đang có lợi thế trong đấu quân này. Sẻ đang bắn được dân của cầu 4 đây cũng giờ của cầu 3 nhưng thủ tiểu ngư đang áp lực trước cửa nhà của game thủ Hồng Anh với 98 người lạng tơn. 6 nhà BA sóc đều đến thủ chim sẻ. Cùng giờ đã có đổ máu luôn, Bắc Minh công nghệ ở đời 3 luôn rồi. Bắc Minh công nghệ ở đời 3 luôn đến thủ chim sẻ. Và một tên tạt sang nhà người cầu 3 của tiểu ngư. Đây là chim sẻ, đây là nhà BA của ngư. Chí thẳng với bên trong luôn để giảm áp lực cho Hồng Anh và 98. Và BA đi trong cầu 4 đang có khá nhiều dân ở đây. Chim sẻ bắt đầu lọt nhà ngư rồi. Và anh Ngư đang vẽ tưng bừng để không có sẻ lọt sâu. Nhưng tuần này vẫn lọt. Và vẫn có thể dí quân bên trong. Đắc cung rồi. Đi thẳng bên trong bắn rượu tưởng người thì khiến tưởng như bất tay thôi. Và lúc đó thì ông anh mình chỉ đám sẽ cố gắng đỡ nhà của mình. Đây là máy của ông anh đỡ nhà chứ tưởng như. Khi mà tưởng như đang bất tay ở nhà như thế này thì ông anh có thể đỡ nhà thoải mái. Năm nhà BA bắt đều đến từ thủ ông anh mà sẻ đang rất khỏe chứ không hề yếu. Và đây là tâm đi bóc của chim sẻ đội bạn quýt luôn rồi. Tỷ số nâng lên là 3-2 chim sẻ thắng và Hồng Anh 98 ở trong lượt thi đấu thứ hai. Đấy cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 6 ở trong cuộc đấu này thôi. 3-2 dành cho bộ ba của chúng ta ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây.